Tin Manila, Philippines Giáo hội Philippines giúp đỡ nạn nhân lũ lụt tại Manila Khoảng hơn một triệu người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt xảy ra vào cuối tuần qua, ngày 11-12 tháng 8, tại thủ đô Manila, Philippines và một số vùng lân cận đang rất cần được hỗ trợ. Đức Hồng Y. Luis Antonio Cargo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila đã cho mở cửa các nhà thờ và kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ các nạn nhân. Hội đồng giám mục Philippines kêu gọi chính phủ nhanh chóng thành lập một bộ phận chuyên trách việc đề phòng và ứng phó với thiên tai. Bộ phận này là rất cần thiết trong bối cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt và khó lường do tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Những ngày qua... Mưa lớn gây lũ lụ lụt ở nhiều khu vực tại Manila và các vùng lân cận, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, ảnh hưởng gần 250.000 gia đình ở 713 ngôi làng, làm khoảng 60.000 người phải sơ tán và nhiều trường học phải tạm đóng cửa để bảo đảm an toàn. Các rác tồn ứ và trôi dạt trên đường cùng với nước ngập sâu khiến giao thông tê liệt. Hiện tại, công việc dọn dẹp thành phố đang được nỗ lực tiến hành.